Cô thân ái chào mừng tất cả các em đến với khóa học tiếng Việt lớp 3 của trang web olm.vn. Các em à, chúng ta ai ai cũng có những ước mơ và sở thích của riêng mình, phải không nào? Em thường chia sẻ với ai về những sở thích và mơ ước của mình? Em nuôi dưỡng điều đó ra sao? Hôm nay, chúng mình sẽ cùng nhau đến với những phần cuối của bài học, lắng nghe những ước mơ để cùng chia sẻ những mơ ước của chính mình và lắng nghe những mơ ước của các bạn xung quanh nhé. Bài học ngày hôm nay chúng mình sẽ tập trung vào phần viết sáng tạo. Bài tập thứ nhất nói về sở thích và ước mơ của bạn Hồng Ân. Đây là bạn Hồng Ân. Cậu ấy là người đã chia sẻ cho chúng ta biết về những ước mơ và sở thích của cậu ấy. Quan sát vào phần chia sẻ của Hồng Ân, theo em, sở thích của Hồng Ân là gì? À, đúng rồi, sở thích của Hồng Ân là đọc sách, học tiếng Anh, vẽ tranh. Ngoài ra bạn ấy còn nêu lên những ước mơ của mình. Theo em, Hồng Ân có những mơ ước gì? Chính xác, Hồng Ân có nhiều ước mơ. Cậu ấy mơ ước trở thành họa sĩ. Cậu ấy còn mong ước được đi khắp nơi và vẽ những bức tranh thiên nhiên. Làm như thế nào để nói về ước mơ của cậu ấy? Các em có thể nói như sau để thu hút và hấp dẫn hơn. Chúng ta cùng quan sát lên màn hình nhé. Đầu tiên các bạn cần phải lưu ý rằng khi nói về ước mơ của Hồng Ân, chúng mình có nhiều cách nói khác nhau. Song, chúng ta có thể sử dụng cách nói từ sở thích đến hoạt động ước mơ và cuối cùng là những việc cần làm để thực hiện ước mơ. Cùng lắng nghe cô làm mẫu nhé. Hồng Ân có sở thích vẽ tranh. Cậu ấy có mơ ước là trở thành một họa sĩ nổi tiếng. Vì thế, vào cuối tuần, cậu ấy đều tham gia lớp học vẽ. Trong lời nói trên, chúng mình thấy các câu nói đều được sắp xếp theo đúng trình tự, sở thích, hoạt động ước mơ và cuối cùng là những việc cần làm để thực hiện ước mơ. Mọi sự việc đều rất logic với nhau, đúng không nào? Bây giờ, các bạn hãy giúp cô sắp xếp những câu văn sau đây theo trình tự mà mình đã được học nhé. Dựa vào những kiến thức chúng ta vừa được học, các bạn có thể ghép được đoạn văn như sau. Hồng Ân rất thích học tiếng Anh. Cậu ấy luôn mơ ước được đi khắp nơi trên thế giới. Vì thế, cậu ấy rất chăm chỉ học tiếng Anh mỗi ngày. Ngoài ra, các bạn học sinh cũng hãy thử một cách nói khác xem có thích hợp không. Trao đổi và cùng thực hiện bài tập này với nhóm nhé. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau bước sang bài tập thứ hai. Viết đoạn văn ngắn từ 4 đến 5 câu giới thiệu sở thích và ước mơ của em. Như chúng ta đã được học từ đầu video lắng nghe những ước mơ, các em đã biết rất nhiều cách để giới thiệu về bản thân. Trong phần này, chúng mình sẽ kết hợp giới thiệu với bản thân và cả thể hiện những sở thích và ước mơ của chính mình. Chúng mình có thể dựa vào những hướng dẫn sau để hoàn thành đoạn văn. Các bạn cùng quan sát lên màn hình. Đầu tiên, các em có thể giới thiệu tên của mình. Sau đó là lý do đặt tên, kế đến là sở thích. Tiếp theo là hoạt động và ước mơ. Kế đến là những việc làm để thực hiện ước mơ. Khi viết một đoạn văn, chúng ta cần phải lùi đầu dòng, chú ý về khoảng cách giữa các tiếng, viết hoa đầu dòng, chấm cuối đoạn, sử dụng dấu chấm phẩy trong đoạn văn hợp lý và không để mình mắc các lỗi chính tả các em nhé. Sau đây là phần viết của bạn Sa Bảo. Chúng mình cùng đọc
và quan sát thật kỹ để tham khảo, rút kinh nghiệm cho bài viết của mình nhé. Mình tên là Nguyễn Sa Bảo. Ngày mình được sinh ra, mọi người đều cho rằng mình là báu vật của gia đình. Ông nội đã đặt tên mình là Sa Bảo. Mình thích đá bóng, đọc sách và trồng cây. Sau này, khi lớn lên, mình luôn mơ ước trở thành một cầu thủ đá bóng chuyên nghiệp. Vì vậy, mình đã tham gia câu lạc bộ bóng đá. Vừa rồi là phần giới thiệu của bạn Sa Bảo. Cùng quan sát lại và cho cô biết ước mơ của bạn Bảo là gì? À, đúng rồi. Ước mơ của bạn Bảo là trở thành một cầu thủ đá bóng chuyên nghiệp, đúng không nào? Dựa vào phần hướng dẫn của cô, các bạn đã biết cách thực hiện bài viết của mình rồi, đúng không nhỉ? Hãy thử viết vào vở nhé. Sau đó, hãy chia sẻ với người thân, bạn bè, thầy cô, đặc biệt là thầy cô để chúng mình có thể nghe thầy cô góp ý về cách viết câu, về những lỗi sai chúng ta thường hay mắc phải các bạn nhé. Phần cuối cùng trong bài học ngày hôm nay, chúng mình sẽ đến với phần vận dụng. Trong phần này, các bạn sẽ chơi trò chơi phòng tranh vui vẻ. Với trò chơi này, cô sẽ hướng dẫn các bạn về cách chơi. Sau đó chúng ta cùng thực hiện với nhóm, với tổ của mình trên lớp nhé. Đầu tiên, các em sẽ dán bài em vừa viết vào bảng nhóm ở góc sáng tạo hoặc góc sản phẩm của lớp. Sau đó, các bạn sẽ tham quan phòng tranh và đọc bài viết của các bạn. Và cuối cùng, đó là vẽ khuôn mặt và ghi từ ngữ nhận xét phù hợp vào thẻ nhận xét và gắn vào bài viết mà em yêu thích. Chúng ta cùng quan sát lên màn hình những hình ảnh minh họa sau để cùng nhau hiểu hơn về trò chơi phòng tranh vui vẻ nhé. Trò chơi này cũng đã kết thúc video bài học hôm nay của chúng ta. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo các bạn nhé.